Tôi tên là Quỳnh Thị Sậm, đang phụ trách thư viện tại trung tâm dạy nghề cho người khuyết tật và trẻ mồ côi Hóc Môn. Bên đây con, đây còn một ghế nha, ghế bên kia con. Rồi, chào các bà em nha. Rồi, chào chị. Thì đến học nghề ở tại trung tâm dạy nghề, thấy được ban giám đốc của trung tâm dạy nghề đã rất là tận tình quan tâm chăm lo cho bản thân của Sậm trong thời gian học nghề cũng như là các bạn. Thì cái quá trình mà học nghề đó thì được cô đã tạo điều kiện và giúp Sậm, đã chia sẻ với Sậm trong cái hoàn cảnh khó khăn này. Trong thời gian vừa học đại học, em vừa tự âm thầm học chữ nổi của người khiếm thị. Và khi đã rành rẽ rồi thì em mới trình bày với ban giám đốc để xin dạy xóa mù chữ cho các em vào đây và không nhận thù lao. Thì ngay cả những cô giáo, những thầy cô bình thường ở trung tâm chúng tôi chưa chắc đã làm được. Cho nên nếu nói về, nghĩ về em Sậm thì chúng tôi nghĩ rằng đây là một con người rất là phi thường. Em học hỏi chị Sậm được nhiều thứ lắm. Là ví dụ như là tính kiên trì, vượt lên được sự trở ngại của bản thân. Chị Sậm là cũng như là một người chị có một cái nghị lực sống rất là mạnh mẽ và cái sự vươn lên. Trong khi đó thì trong thời gian mà dạy cho tụi em thì em cảm nhận về chị là một người cô cũng như là một người chị rất là gần gũi và cũng rất là nhiệt tình. Tôi mong rằng là tất cả những người cùng cảnh ngộ hoặc là những bạn trẻ thì hãy dùng bằng cái khả năng của mình, bằng nghị lực của mình để vượt qua tất cả và luôn có được cái niềm vui để cho cuộc sống.